chúng ta ghé thăm một cái chợ Ông Địa, với lòng chợ phía ngoài nó như thế nào, buôn bán thì anh chị cũng đủ biết rồi ha. Cái cảnh nó như thế, chợ nó giờ nó dậy lên gì. Rồi chúng ta lạc nhau trong một cái hẻm, ôi thôi nó tùm lum tùm la hết. Người ở dưới tỉnh bắt đầu người ta lên người ta lựa hàng. Chợ Tân Hưng, chợ này được xây dựng năm 1972. Lòng chợ đâu có ai buôn bán đâu anh chị, ế nhẹ luôn nè. Càng đi vô trong thì nó càng nhỏ. Dạ xin y đồng thân ái mến chào anh chị và các bạn. Thế là chúng ta gặp nhau những cung đường lang thang của xin y ở Sài Gòn. Trước mặt anh chị đó là con đường Lý Thường Kiệt, ngày xưa mang tên là Nguyễn Văn Thoại. Cái hướng này thì chúng ta về trường đua Phú Thọ và sẽ đi ngang qua chợ Tân Bình, một cái chợ thời trang rất lớn của Sài Gòn. Với video clip này á, thì Sunny sẽ thực hiện theo yêu cầu của anh Bình Trương, với số nhà là 315/6A đường Lý Thường Kiệt, quận 11. Theo như định vị ở trên bản đồ đó thì nó nằm ngay chỗ phía sau lưng của chợ Ông Địa. Và Sunny cũng muốn mời anh chị chúng ta sẽ đi một vòng chợ Tân Bình để coi không khí chợ như thế nào, sau đó chúng ta men vào cái hẻm tới chợ Ông Địa và đi vào một cái xóm hẻm là tìm cái nhà cho anh Bình, và chúng ta ra nhà thờ hầm anh chị ha. Rồi mời anh chị và các bạn cùng đi với Sunny. Bây giờ thì khoảng 10:30 ngày 26 tháng 9 2022, trời có nhiều mây, đang ảnh hưởng bão anh chị, bão vào Biển Đông, bão rất lớn. Nó tên là Nopru, nó vào Biển Đông rồi. Và dự đoán là 28 này nó sẽ tiến vào, đi theo hướng Tây và tiến vào cái khu vực miền Trung, cụ thể là Huế, Quảng Ngãi, Đà Nẵng đó anh chị. Rất là nguy hiểm, bão giật cấp 17. Và dự đoán là có tốc độ gió là khoảng 170 km/h. Bà con đang tìm nơi trú ẩn, rồi thuyền thì phải neo đậu, vân vân và vân vân. Cuộc sống đã khó khăn rồi, bão tới nữa. Đây là bão số 4 mà Việt Nam thì anh chị cũng biết, một năm thì có mười mấy cơn bão, 13 cơn. Rồi chúng ta sẽ đi ngang qua chợ Tân Bình anh chị ha. Đây là cái chợ thời trang rất lớn của Sài Gòn. Ngoài chợ vải Sói Trình Lâm ở chợ lớn, chợ An Đông, thì đây cũng là một cái chợ thời trang võ sĩ. Tất cả những con đường này đều buôn bán vải vóc, quần áo may sẵn anh chị. Thời trang người ta cũng đóng hàng về các tỉnh. Nhưng mà nói đến thời trang ngày hôm nay thì thật sự mà nói thì cũng rất là khó khăn anh chị, buôn bán khó khăn lắm. Quần áo bán sỉ. Sunny sẽ tìm một con đường để đi ngang qua chợ để qua bên kia anh chị ha. Người ở dưới tỉnh bắt đầu người ta lên người ta lựa hàng, đi ngắm đồ quần áo và lên lựa hàng để là chọn được mà những cái hàng quần áo, rồi sau đó đưa về tỉnh. Có xe chành ở đây cũng nhiều lắm. Đây mình sẽ đi vào cái đi ngang qua chợ. Cái chợ ở giữa là người ta đóng hàng.
Rồi, mình đi ra. À, đi một đoạn. Đó, à, buôn bán thì người ta cũng đóng hàng, anh chị thấy không? Thì nó không nhộn nhịp bằng những cái dịp Tết đâu anh chị. Những dịp Tết ra đây đông vui lắm. Cứ Tết năm nào thì Sunny cũng quay những cái cảnh chợ này gửi anh chị và các bạn. Rồi, chúng ta vòng một vòng ra phía sau chợ anh chị ha. Tất nhiên là chợ thì phía sau lòng chợ cũng bán thức ăn anh chị, thịt cá mắm muối rồi đó. Chợ này ngày xưa mang tên là chợ Nguyễn Văn Thoại, sau đó thì nó trở thành chợ Tân Bình. À, đây là con đường Tân Tiến, bán vải nè, vải cuộn nè. Đối với thời trang ngày hôm nay thì nó cái doanh số, cái doanh thu nó cũng thấp anh chị. Tại cuộc sống thì người ta cũng không có nhu cầu nhiều. Rồi bây giờ thì Sunny sẽ đi ra con đường Nguyễn Văn Thoại, Lý Thường Kiệt nha, để đi tới chợ ông Địa. Ra đây thì lúc nào cũng sắc màu anh chị, thiên đường thời trang mặc phụ kiện may mặc. Những anh chị ở tỉnh đó mà muốn mà kinh doanh về mặt hàng những cái dụng cụ phụ kiện may mặc thì anh chị có thể là đi chợ Sói Kình Lâm, chợ Tân Bình, chợ An Đông, hoặc là chúng ta ra Đại Quang Minh ở con đường Châu Văn Liêm, Trần Hưng Đạo, thì mình đi một vòng chợ thì mình sẽ tìm ra một cái nguồn hàng mình mong muốn. Đi thẳng qua bên kia thì có những con đường để đi vào xóm đạo Bắc Hải anh chị ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quẹo phải. Thường thường là những cái địa chỉ mà khán giả yêu cầu thì Sunny cũng không có đi tìm trước nha anh chị. Sunny cũng muốn giữ nguyên cái cảm xúc của mình, giống như là mình đi khám phá, tự mình đi khám phá thì cảm thấy nó vui anh chị, chứ không có đi tìm trước. Nói chứ địa chỉ ở Sài Gòn bây giờ nó tùm lùng bùng lung bung anh chị, nó tùm lum hết á, địa chỉ mới, địa chỉ cũ, đôi khi thì đi tìm như thế này cũng bị hố hàng. Khán giả yêu cầu là địa chỉ cũ nhưng mà mình cứ theo địa chỉ mới mình đi, thế là tìm không phải căn nhà đó. Nhưng mà anh chị cũng thương là cái tình cái này mình hướng về quận 11. Chợ ông Địa. Thì con đường này ngày xưa thì cũng vắng, vắng xe cộ, nhưng mà bây giờ thì nó cũng là một cái trục lộ chính. Nó từ quận 5 qua quận 10, quận 11, xong kéo dài tới ngã tư Bảy Hiền ra Lăng Cha Cả. Ngày xưa là bên phải là một cái trung tâm mua sắm cũng rất là lớn anh chị. Nhưng mà ngày hôm nay do cái 2 năm dịch cúm tràn qua thì ví dụ ở đây nó trở thành một cái mảnh đất trống nè, không có ai kinh doanh. Nguyễn Kim, Samsung, LG, CMC Plaza, CMC Plaza bây giờ cũng đóng rồi. Và tương lai nó trở thành một cái mảnh đất vàng, có thể là xây chung cư. Đây, rào chắn lại hết.
trung tâm mua sắm Sài Gòn Nguyễn Kim, Sài Gòn Shopping Center. Hồi xưa ở đây nhộn nhịp lắm, phía trước là cái khu vực và buôn bán thức ăn ẩm thực. Rồi, ở đây thì có một cái trường học mang tên là Nguyễn Thái Bình, và từ đây thì Sunny sẽ quẹo vào chợ ông Địa anh chị ha. Từ đó thì Sunny sẽ đi ra phía sau mò mẫm nhưng mà không có sờ sầm. Chị thấy 10:30 mà kẹt xe luôn. Đây là cái hẻm 373 Lý Thường Kiệt. Khi mà vào đây đó thì nó rất là nhiều con hẻm, nó lòn lòn ra tới con đường Âu Cơ, chợ Tân Phước, nhà thờ hầm Tân Phước luôn. Đây khu vực chợ ông Địa đây. Đây chợ ông Địa đây anh chị. Bên trái là cái lòng chợ. Chợ Tân Hưng, chợ này được xây dựng năm 1972, nhưng mà người địa phương thường gọi là chợ ông Địa. Rồi, Sinh Y sẽ đi ra bên hông chợ, ra phía sau anh chị ha, chợ Tân Hưng. Anh chị mà ở khu vực này thì rất là rành cái chợ ông Địa này. Chợ này trước năm 1975 mà, xây dựng năm 1972. Ở đây cũng có một lòng chợ nhưng mà tiểu thương thì cũng dọn chợ hết rồi, không có ai buôn bán đó anh chị. Bên hông chợ. Thank you.
chúng ta đi vào cái lòng chợ đi anh chị ha. Đó. Chị ha, cái lòng chợ nè. Lòng chợ đâu có ai buôn bán đâu anh chị. Ế nhẹ luôn nè. Đi vòng lòng chợ để anh chị thấy cái cảnh chợ ngày hôm nay nó như thế nào. Và giờ Sunny sẽ tìm kiếm một con đường để tìm cái nhà của anh. Chợ này nó kéo dài theo cái này. Nó buôn bán như thế này thì lòng chợ thì thua rồi. Cái chợ này những con hẻm này đều buôn bán hết. Này là hẻm 100 đường Thiên Phước. Hẻm 100 đường Thiên Phước. Hẻm 373 sẹt, rất là nhiều sẹt. Quá trời. Số 2 trên 142. Tới kia là có một con đường ngang, xin y sẽ quẹo trái. Số 2 hẻm 2 đường Thiên Phước, nói chung là rất là nhiều.
lấy giống như cái bàn cờ, rồi xin đi quẹo trái là con đường này là gì. Đường 100, hẻm 100, đường Thiên Phước. Ngang qua cái hẻm 373 Lý Thường Kiệt. Trời, cái này số cũ số mới nữa. Xin đi hết tìm ra rồi anh chị ơi. 315 quận 11. Đi vòng vòng thì mất phương hướng luôn rồi. 116 Thiên Phước. Sao nó lùng bùng lung bung vậy trời. Đường Trần Quang Hoàng. À, xin đi là bí lối rồi đó. À, đi vào chợ Ông Địa. À, sau khi dò tìm những con hẻm, rồi đi vài con hẻm thế là bí rồi. Hết xác định không biết là phía trước là đi về hướng nào, phía sau là đi về hướng nào. À, tất nhiên là mình mở Google Map ra thì mình sẽ định hướng được anh chị. Nhưng mà cái đó thì nó cũng mất là vui, mất vui. Nên xin đi cứ đi thẳng nha anh chị ha. Trần Văn Hoàng. Đây là hẻm 13 Trần Văn Hoàng. Thì không biết như thế nào. Cứ đi. Rồi ở đây có một con đường nữa, quyết định có quẹo hay không. Đi thẳng luôn anh chị để coi mình đi đâu. Hôm nay là mời anh chị đi cùng với Sunny nha. À, 373 cái hẻm bên A. Rồi xác định được rồi. À, bên trái là chúng ta ra con đường Nguyễn Văn Thoại, Lý Thường Kiệt. Với cái hẻm như anh yêu cầu là 315. À, hẻm 315. Thì Sunny đang tìm kiếm, nãy giờ tìm kiếm là không có ra theo định vị là nhưng mà chưa ra. Con đường này con đường Thành Mỹ. Cái chợ ngày hôm nay thì nó đi như vậy anh chị, vô u tư. Mình quẹo trái đi. Số 55 trên rất là nhiều sẹt con đường Thành Mỹ. Quá trời hẻm. Nói chứ ở Sài Gòn, chỉ có ở Sài Gòn là hẻm nhiều thôi anh chị.
thì nó càng nhỏ. Cái gì? Này con hẻm 888 Lạc Long Quân nữa. Tám 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 sáu bảy sang biệt một Lạc Long Quân. Tùm lum la vậy trời, hết biết rồi. Đường này là đường gì nữa đây? Ba bảy ba Lý Thường Kiệt. Quẹo phải anh chị. À, biết rồi. Nhưng mà không nói như thế được. Hồi nãy biết rồi, lát cũng lẹt. Bây giờ nói mình cứ đi theo như Sunny nghĩ đó, thì cái này mình đi ra Lý Thường Kiệt ngay chỗ mà nãy Sunny quẹo vào con đường Nguyễn Văn Thoại đó. Chứ biết rồi, đúng rồi. Rồi Sunny sẽ đi theo xuôi theo con đường này để tìm cái hẻm 315 coi như thế nào. 373, 315 là bên phải. 373. Ý, biết rồi gì, đây là Lạc Long Quân. Ngôi chùa kìa. Trời ơi, bên phải là về ngã tư Bảy Hiền, bệnh viện Vì Dân. Còn bên trái này là con đường Lạc Long Quân, Lạc Long Quân để ra Đầm Sen. Biết rồi, đúng rồi, biết lạc luôn rồi đó. Biết rồi, ghê, mắc cỡ mắc cỡ. Biết rồi. Xin lỗi anh chị, biết rồi, nó vậy đó. Đây là con đường Lạc Luân để về Đầm Sen. Bên đây là bên phải là cái chùa nè anh chị. Tổ đình Giác Lâm. Cái chùa của tổ đình Giác Lâm đây. Thôi, thế là thất bại khi mà tìm căn nhà rồi anh chị. Tưởng là đi ra Lý Thường Kiệt, hóa ra là đi ra Lạc Long Quân. Biết rồi. Đặt tiêu đề chữ biết rồi, hố luôn. Đó, hẻm là như thế. Sunny thuộc loại cái người cũng đi đi rất là nhiều. Đó. Đây là tổ đình Giác Lâm. Sunny đã từng quay ở khu vực này rồi. Nếu anh chị muốn xem thì Sunny sẽ chia sẻ với anh chị nha. Đó. Bên trong là cái chùa cổ anh chị, đẹp lắm. Rồi, cũng xin lỗi anh Bình. Sunny cũng không có thể nào tìm ra. Tất nhiên là Sunny sẽ tìm trong những cái chuyến sau. Sunny thì cũng muốn mời anh chị chúng ta ghé thăm một cái chợ Ông Địa, với lòng chợ phía ngoài nó như thế nào, buôn bán thì anh chị cũng đủ biết rồi ha. Cái cảnh nó như thế, chợ nó giờ nó dậy đó anh chị. Rồi chúng ta lạc nhau trong một cái hẻm, ôi thôi nó tùm lum tùm la hết. Biết rồi. Và cuối video clip đó là tổ đình Giác Lâm, để gửi tới anh chị và các bạn đây là một cái chùa cổ của Sài Gòn. Rồi, Sunny rất là vui thực hiện các clip này, gửi tới cô chú anh chị và các bạn cùng
lang thang lạc với Sunny. Còn đối với số nhà của anh Bình thì Sunny sẽ thực hiện trong cái video clip sau. Bye bye, thân ái mến chào, kính chúc cô chú anh chị và các bạn.